chúc mừng năm mới Việt Nam, vạn tài yêu. 1, 2, 3 chúc mừng năm mới Việt Nam. Chúc mừng năm mới. 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 Chúc mừng năm mới Việt Nam. Yeah, so cute. Yo, chúc mừng năm mới. Đúng là thời gian trôi nhanh dễ sợ, mới đó mà hơn một năm mình ở Canada rồi. Và năm nay mình không làm video chạy quanh Toronto giống như cái video dưới đây nữa, mà mình chỉ có là đôi điều tâm sự ngắn gọn. Và một lý do nữa là thiệt tình ngay cái thời điểm này ở ngoài trời thì đang rất là nhiều tuyết và khá lạnh, cho nên mình cũng ngại ngại. Hey, vậy là qua thêm một năm Tết âm lịch nữa xa nhà rồi. Cuộc sống du học đủ màu sắc lắm các bạn ạ. Từ màu hương yêu đời cho đến cái màu xám xịt và buồn đen thui thui. Vì sao xám xịt các bạn biết không? Mình kể cho mình nghe. Thật ra thì chắc ai cũng là có một cái tâm trạng như mình khi mà xa nhà. Mọi thứ đều phải tự lo và tự quyết lấy. Và những lúc mà làm việc gì đó thấy khó khăn cũng phải là cố gắng và chống cự và vượt qua cái thử thách đó. Đặc biệt là cảm giác mà khi đau ốm á, hoặc là khi mà mình thấy bế tắc một cái vấn đề gì đó, mình cảm giác là rằng mình cô độc rè, mình cô đơn rè. Mặc dù là vẫn có bạn bè ở đấy, vẫn có những người mình mới vừa kết nối và mở rộng các mối quan hệ, nhưng mà ai ai cũng có một cái thời gian biểu riêng, cũng có lịch trình riêng, cho nên mình cũng không thể làm phiền cái thời gian của người ta được. Và một thứ nữa thì là gọi là nhớ nhà. Nhớ nhà, cái cảm giác này vì là mình lần đầu tiên đi xa nhà, mà lần đầu tiên ở trọ mà, cho nên mình không biết dùng từ gì để mà diễn đạt nữa, rất là khó chịu. Vì mình cứ nghĩ là mình muốn lái xe máy khoảng 15 phút nữa là về nhà liền, nhưng mà điều đó là phi thực tế, nên mình rất chi là cảm thấy trống trải khi mà cảm giác đó tự nhiên nó ùa đến. Nhưng rồi mọi thứ cũng quá rồi. Buồn nữa là khi mình gặp chuyện không vui, mình khóc một mình. Khi mình nhớ ai đó, mình nhớ nhà, mình cũng khóc một mình. Và khi mình gặp khó khăn, mình cũng khóc một mình. Đấy là những cái mà mình đã trải nghiệm, mà lần đầu tiên mình thấy vì rằng mình có thể dễ khóc như thế này, hoặc là vì rằng mà mình thấy dễ cảm động. Đại loại không giống như một cái đứa mà robot như hồi xưa ở Huế nữa. Vì ở Huế thì mình rất chỉ là không khe đến cái cảm xúc của mình cho tới khi mình sang đây và mình hiểu được cái cảm giác của mình khi tức giận như thế nào, khi buồn như thế nào, khi vui, khi yêu như thế nào. Những cái đó mình mới nhận ra khi ở Canada luôn á. Và cái vui khi mà đi học xa nhà nữa là khó khăn về vật chất cũng giống như là tài chính. Mình sẽ từ đó mình sẽ vừa học vừa làm, có học bổng thì nó sẽ hỗ trợ mình từng đó, nhưng mà cái chi phí sinh hoạt khác, chi phí để mà giao tiếp giao lưu bạn bè thì lại khác, cho nên mình nghĩ là mình đã đủ tự tin chính chắn để mà mình có thể từ kiếm ra được thu nhập mà mình vừa học vừa làm ở đấy. Cho nên cái thời gian mà sáng sẻ cho những công việc đại loại là mình phải rất là cứng nhắc nhiều trong cái việc mà đưa ra cái lịch trình cũng như là kế hoạch làm việc mỗi ngày mỗi tuần của mình như thế nào. Cho nên đó là những cái mà các bạn khi biết được, các bạn phải chuẩn bị tinh thần và phải đặt ra mục tiêu thật là rõ ràng và sống chết với cái mục tiêu đó, thì những cái khó khăn này khi các bạn vượt qua sẽ rất là có giá trị.
Yeah, còn cái cơ hội mà được đi du học ở Canada có rất nhiều cái đổi mới và mang đến cái sự yêu đời cho mình cũng giống như các bạn đấy. Yêu đời là vì sao? Vì mình có cơ hội được khám phá, trải nghiệm và biết thêm những cái điều mới mẻ hơn, những cái thông tin hay là bổ ích và rất là mang lại lợi ích lớn cho cái kế hoạch của giống như là mục tiêu cá nhân của bản thân mình. Và thứ nữa, khi mà đi du học xa nhà, mình lại có cơ hội tham gia các cái sự kiện mang tầm cỡ quốc tế nè. Như năm vừa rồi là mình có tham gia cái sự kiện của Liên hoan phim quốc tế tại Toronto, rồi tham gia sự kiện diễn đàn các cái doanh nhân khắp toàn cầu cũng là bị đăng cai tại Toronto, hoặc là các cái hội thảo cho cái cộng đồng dân làm việc tự do online của Fiverr cũng tổ chức tại Toronto. Thực sự đấy là những cái cơ hội rất chi là quý và hiếm. Như ở Việt Nam thì mình nghĩ mình không làm được, mình không có cơ hội tham gia đâu. Rồi khi mà mình có thể biết được là cái khả năng, cái điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì, thì mình có thể tìm ra được những cái cách thức, cái phương pháp để mà mình phát triển cái điểm mạnh đó và trau dồi, khắc phục cái điểm yếu của mình, rồi từ đó mình sẽ trở nên ngày một tốt đẹp hơn. Mình thì không thích so sánh bản thân mình với bản thân ai cả. Mình chỉ thích so sánh mình của ngày hôm nay và ngày hôm qua và ngày mai như thế nào, để mà từ đó mình sẽ biết được là cái con đường của mình đang đi là đúng hay chưa, và đưa ra từng mục tiêu trong từng cái khoảng thời gian nhất định và phù hợp để mà mình có thể sống chết với mục tiêu đó. Rồi khi mà đi du học xa nhà, mình thấy có cả yêu đời nữa là mình thấy tự do. Tức là mình làm việc gì là tự mình quyết, tự mình có trách nhiệm với những quyết định đó. Và mình cảm giác là mình trưởng thành hơn rất rất là nhiều so với cái thời gian khi mà mình ở nhà ở Việt Nam, ở Huế. Và khi mà ở xa nhà thì mình kết nối được với những người bạn rất chi là dễ thương, và mình cảm giác những gì mình cố gắng và những gì mình đặt ra mục tiêu, khi mình chia sẻ được với những người có cùng cái suy nghĩ thì người ta luôn luôn sẵn sàng giúp mình, và mình luôn có một cái lòng tin thì bạn bè ở mô cũng được, miễn là chân thành với nhau là được. Vì vậy mình không quản ngại việc mình thấy ra được một điều là mình bắt đầu biết yêu động vật rồi. Mình bữa nay là biết thích yêu chó, và mình nhận ra được một vài cái phương pháp cũng giống như là cách thức làm sao để mà giải tỏa những cái căng thẳng khi mình mắc phải trong thời gian ở một mình tại Toronto này. Thôi chia sẻ ngắn đây nha, các bạn nghe tham khảo để mà chuẩn bị tâm lý tinh thần vững vàng trên cái con đường đi du học của mình. Có gì thì cứ để lại comment hoặc là chia sẻ cái suy nghĩ, và nhớ subscribe kênh của mình để mà theo dõi các thông tin tiếp theo nha. Năm mới Tết đến, chúc các bạn có một cái sức khỏe vui vẻ, hạnh phúc, bình an, an khang và thành đạt. À quên, lâu lắm rồi mình mới làm lại video là tiếng Việt, dòng Huế, dòng bản địa của mình. Cho nên nếu có điểm gì hiểu hay không hiểu thì các bạn nhớ chia sẻ hoặc là inbox mình nha. Sau này mình sẽ đa số làm video bằng tiếng Anh thôi. Nên dù rắn đi nữa thì cũng nhớ theo dõi và ủng hộ mình nha. Thank you!